Bây giờ thì liệu họ có thể vượt qua được không? Kỳ Vintores vừa rồi đã phải nắm bảo đảm thật bị câu ở trong tướng này. Porter bị knock out và bây giờ MacMV xuất hiện phía sau. MacMV knock out được một người thì muốn đưa được trở về đó là 2v2. Với lại một cái thành viên bên phía thì Vecran cần có một quả đếp chính xác đến từ vị trí của MacLV. Không được rồi, đó là tình huống bắn đi bé tốt đến từ vị trí của MacLV. Một mình Barazin đang làm khó cả đội hình của bên phía AQ, thì một mình Lamborghini cũng làm khó được VVT luôn. Đây rồi, đắp thêm một người nữa đến từ Barazin rồi. Cơ hội đang dần tới với bầy nhện khi mà đội hình VVT cũng như AQ họ đang gần nhau quá và bắt buộc phải giao tranh trước khi mà lo đi hạm lực bên phía team Dingo Xavier. Liên tục tình huống knock out đến từ bên phía team Dingo Xavier rất khó chịu. Barazin đã có mình được một điểm kill. Và hiện tại đang có 5 kill đến từ Dingo Xavier rồi, vẫn tiếp tục táp đến từ Barazin với khẩu mini trên tay. Mà hơi khó cho Umstyle, nhưng vị trí quanh ấy cũng chỉ đang ở viền bò thôi. Còn ngược lại đối với cả vị trí quanh trang Barazin, một ngôi nhà ở rất gần đến trung tâm bò. Có thể Dingo Xavier nếu như vị trí Barazin làm tốt, một cái top 2 là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Máu yếu, bò đang co vào và có lẽ Infinity sẽ dừng ngậm ngùi dừng lại chỉ top 3 thôi. Vâng, Nerfoco vẫn còn cho mình đó là một quả đếm. Nhưng đó là Barazin. Barazin lại có một kill thắng được thì phải cải thiện thêm điểm kill và Barazin đã làm được. Còn bây giờ thì sẽ là một cơn mưa bom rội vào căn nhà vệ sinh này thôi. Barazin làm thế nào đây, yếu máu quá và chẳng thời gian hồi phục rồi. No Mercy yếu nhưng ta biết rằng Barazin không dám thò mặt ra đâu và đó sẽ là top 1 dành cho bên phía team AQ. Đối với cả Dingo Xavier, chúng ta vẫn đang có một squad 4 người. Chúng ta đang muốn giao chiến trực tiếp với các thành viên bên phía VTR luôn. Sấy AK là quá tốt đến từ Lamborghini. Và đó là cái tiền đề để Barazin cũng như là cả chua áp sát gần hơn. Đội hình ở BTA dừng chân lại ở top thứ 8. Bạn Hát cũng đã có mặt ở đây rồi. Nét được bồi vào là khá nhiều để check lại ngoài khung sân thượng. Và quả nét tiếp theo đã khiến cho Mela bị knock ảo. Một tiền đề không thể tuyệt vời hơn dành cho chúng ta. Tiếp theo là nét đến được chua, nhưng chua trả nét hơi lỗi rồi. Nhưng thời gian vẫn là kịp để chua có thể sủ đi một cái vị trí khác nhà. Nhưng không thể nào sủ được quả nét của trong Vintores. Một thế trận vẫn đang là 3v2 có lợi cho chúng ta. Và tiếp theo Lamborghini trả đồ khiến Vintores bị knock out, Lambo bị dính lửa rồi. Nhưng quả lửa này có lẽ sẽ là không đủ đam để có thể knock out được Lambo đâu. Nhưng Levit cần phải rất cẩn thận nha, khi sau lưng chúng ta là sự hiện diện của Sersia. Hơi khó cho Dingo Xavier rồi, nhưng Barazin vẫn đang còn đây. Barazin cần phải làm điều gì đó để khai thông thế bế tắc này khi Lamborghini đang bận để hồi phục lại lượng máu đã mất. Làm gì đây Barazin ơi? Bên kia thì các thành viên của Sersia ra phơi là họ đang muốn đi tìm cơ để con phớt đây rồi. Một quả nét bỏ nhỏ vào thẳng mặt Onzen đến từ Lamborghini và đã chính thức clear đi Fake Clan. Hai mạng mất đi đến từ Dingo Xavier, Lamborghini và Levit cần làm điều gì đó ngay lúc này trước khi vỡ trận đây rồi. Có câu trả lời đến từ Lamborghini, đã bắn được một tên ớt gì rồi. Tìm được ai không đây? Tìm được Shopper rồi mà. Nhưng vấn đề là Vapai họ đến và Shopper knock down Ravenclaw. Và điều này rõ ràng là một thế rằng dành cho đội hình của team Dingo Xavier. Chúng ta có thêm một điểm kill nữa, nhưng mà như Levit chưa thấy từ vị trí của Ravenclaw thì phải. Một thế trận tạm thời vẫn đang là kiểm soát được đến từ Dingo Xavier. Tất cả đều còn 3 thôi, trừ Playbook còn 1. Vẫn là một thế cân 9 kill rồi. Một lượng kill là khổng lồ đến từ Dingo Xavier và vẫn có thể kiếm thêm nha. Levit biết Playbook ở đâu. Levit biết luôn cả Vampire gánh. Và Levit sẽ đem về cực kỳ nhiều thông tin hữu ích cho bộ đội còn lại là chua là một cái đi xử lý. Đang là một cái nhà có để thủ được, chúng ta có để vào đó. Thậm chí rằng cũng đang liên tiếp gây ra áp chính xác áp lực với những đại diện khác luôn. Nhưng đây đã là vòng thứ 9. Và bây giờ thì AQ bắn sang bên phía Vinh Phạm Bài. Thậm chí Levit cũng đã xuất hiện luôn. Chúng ta sẽ có cho mình điểm kill thứ 11. Một trận thi đấu đang là quá thành công rồi. Nhưng không, nét lỗi No Mercy. Nhưng thực sự 1v3 bây giờ thì chua sẽ phải làm thế nào đây? Sẽ cực kỳ cố gắng, 200% sức mạnh là chua ơi. Bò đang tới, chua khó quá và đó sẽ là dấu chấm hết dành cho Dingo Xavier top. Đấy, cùng chờ đợi xem bảo nam sẽ xử lý như thế nào. Anthony cũng đang cố gắng đẩy ra để triệt hạ đi vị trí của Zai. Nhưng đây là Zai đang cố gắng nhá lên với đó là khẩu AK 30 đạn của mình. Nhưng vừa rồi thì đó là cái tình huống bắn đến từ tay BB bên đối phương. Zai có thêm một điểm kill nữa sau khi đó là tình huống KS với lại một tay BB bên phía Liberty. Top 3 dành cho GE. Cuộc chiến chỉ còn Bảo Nam cùng với đó là rời VDT mà thôi. Tiếng 3 Vespa. Nếu chúng ta có thể làm được hay không, nhưng cái GE này đẹp quá. Cái GE này nó là đẹp cho cái này bên phía trên rời VDT. Và khó cho Bảo Nam rồi. Khi mà mắc LV vừa rồi đã đến đâu à. Porter đang cố gắng cứu lại vị trí của Soat. Tình huống được đưa trở về đó là 2v3. Còn quả smoke nào không? Trước đó có Bảo Nam có mát rất nhiều. Và gần như không còn đồ dành cho cái này bên phía Bảo Nam. Quyên sinh thôi. Quyên sinh thôi Porter ơi. Lần này hơi khó để có thể mà ở lại để bắn với lao một cái thành viên bên phía team rơi VDT. Vâng, chúng ta cùng xem nào. Lần này có lẽ rằng con chơi gặp khó thực sự rồi. Một biết rằng mà ở góc đó gần như là không thể. Quyên sinh ngoài bo nó sẽ là một phương án hợp lý nhất.
bây giờ thì Potter lại quyết định chơi đến cùng và top 1 dành những cái này bên phía Team Serum. Vì bên này thì Bao Na đã bắt đầu kiếm cho mình thêm những điểm kill ở trong map trận đấu này rồi. Họ đang chặn cầu với cái này bên phía Team Serum này. Vị trí của Bi Nhan cùng với cả những đội mình và thêm quả nết đến từ vị trí của Potter. Liệu nó có chính xác không? Và Bóc mình đang di chuyển ngay phía sau. Bóc mình đang là đội tuyển di chuyển ngay phía sau và dừng lại ở khu vực giữa cầu rồi. Những đội được mạng của đó là vị trí của Kenny. Cả hai đội tuyển Việt Nam đang kẹt chết lại áp cái tay lên bên phía Team Sim này. Bóc game mình tầm này không chính xác là bảo Nam tầm này phải đi rồi. Mà ngay sau lưng họ thôi, đó là cái tên Bóc game mình. Đang có tên đã bắn ra và Tam đã phải nằm ôm bụng rồi, chỉ còn tên Mikian thôi. Họ đốt đã khá đau nhà và đang cố gắng bắt lại vị trí của Gosu và Gosu cũng đang phải ngã xuống. Vâng, vị trí của Quang thì bị knock out bởi vòng bò. Có vẻ như khó khăn, đáng chung chất khó khăn dành cho Bóc game mình. Còn Thiên IK thì sao đây, vẫn cố gắng cố tạ spam vào quả smoke này. Quyết định của Thiên IK đang muốn đẩy lên, cùng với đó với chiếu trường Jin nữa. Quang sẽ được cứu dậy nhưng có đi được bo hay không phải là câu chuyện khác. Ikian thì cũng chỉ còn cho mình được đó là một cái medkit thôi. Gosu đã phải ngã rồi và Quang cũng đã chết. Ở đây trường Jin đã nhìn ra được Ikian và đó là mạng cho bên phía thành viên thì Bóc đêm mình. 4 kill cho Bóc rồi. Đó là con chính đã thu vào rồi và vị trí cho Tam. Tam chưa hạ gục được vị trí Levit và thậm chí quả nét trả ra đến từ chùa đã hạ gục được chàng Tam và xem lại dừng chân lại top tứ tử. Nhưng Boy Siêu cũng đã phát hiện mắc LV rồi nhưng tình thế vẫn đang lợi người dành cho bên phía Digo Samir. Boy Siêu bây giờ đã phải bị knock out và xem Force có lẽ cũng không thể sống nổi đâu. Và cuối cùng thì đó là top 1 dành cho các bên phía team Digo Samir cho một trận đấu quá căng thẳng.